đây là đợt thi rất mạnh, thì có sự có mặt của tiểu học Lê Văn Liệt, trung học cơ sở Tân Phú Lê, trung học cơ sở Phúc Vinh, và là những đợt thi rất mạnh. Bên cạnh đó là những đợt thi rất kéo đến từ trường mầm non, mầm non trường. Sự cố sức dây. Ai bỏ bỏ được công ty. Số 4, số 7 và 10, số 2 và số 5, số 4, số 2 và số 5.